Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Sửu. Đây là video clip mình làm về cái hạn tam tai 3 năm 2019, 2020, 2021 với người tuổi Sửu và xét nhiều cho cái năm tam tai đầu tiên của người tuổi Sửu. Trong đó thì có rất là nhiều tuổi Sửu. Có 5 cái tuổi Sửu chứ không phải rất nhiều. 5 cái tuổi Sửu thì gồm có là Sửu mệnh Kim nè, mệnh Mộc nè, không? Mệnh Thổ, mệnh Thủy và mệnh Hỏa. Như đã nói ở hai cái video trước nói về tam tai thì tam tai năm 2019 thì sẽ cho ba cái tuổi mà phải chịu. Đó là Tỵ, Dậu, Sửu thì mình đã nói về cái tuổi Dậu rồi, tuổi Tỵ rồi, thì bây giờ mình sẽ nói về người tuổi Sửu ở trong năm 2019, năm tam tai đầu tiên nó sẽ chịu tác hại như thế nào. Đáng lẽ thì cái này mình đã làm cách đây mấy ngày, nhưng mà cái giọng bị ho, cái giọng nó không đủ đảm bảo để mà làm cái để nói liên tiếp một cái video trong vòng nửa tiếng hay là 20 phút, nó sẽ tạo cái sự khó chịu, cho nên là bây giờ mình mới chia sẻ với mọi người. Thì đầu tiên hết đó là mình sẽ xét cho những người tuổi Sửu, đó là người Kỷ Sửu sinh năm 1949, cũng là các cháu nhỏ sinh năm 2009. Tuy nhiên là cái tuổi của cái người 2009 nó còn nhỏ quá, mình không có xét tới, nó chưa đủ một cái dòng chưa có đủ một giá, cho nên là cái sự chi phối về mệnh, sự chi phối về tử vi nó không có nặng nề, cho nên là mình sẽ xét thử cho những người bác tuổi Kỷ Sửu, tức là 71 tuổi đó. Thì nam người mà tuổi Kỷ Sửu á thì mệnh là Tích, Lịch, Hỏa, tên ta là lửa, sinh ra từ sấm sét. Người là mệnh lửa nhưng mà bản chất nó là phải có mưa thì mới có mạng của mình, tức là lửa sinh ra từ nước cho nên là không có sợ nước. Thì nam mạng á, thì các bác có cái sao thái âm, tức là may mắn phúc lộc tốt, cho nên là cái sao thái âm thì nó rất là tốt cho người nữ chứ nó không tốt lắm cho nam. Nó cũng là một cái phúc tinh, tuy nhiên là nếu như mà người Tích, Lịch, Hỏa có sao thái dương thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Tuy nhiên là mình năm 2019, năm tam tai đầu thì mình có sao thái âm. Hạn thì Diêm Vương, là đề phòng cái bệnh liên quan về máu huyết và tim mạch, cần cẩn thận. Vận niên thì là Hầu, Thực, Quả, Khỉ, ăn trái cây tốt. Thiên can là Kỷ, gặp Kỷ thì cùng hàng, thuận lợi cho cái công việc làm ăn. Nhưng mà các bác là 71 tuổi rồi, còn nếu mà các cháu nhỏ thì mới có 2 là 9 thì chả có làm ăn gì, chủ yếu là xét coi là sức khỏe mình ra sao ở trong cái năm này. Sửu gặp Hợi là tam tai về địa chi, cho nên là không có tốt đẹp về gia đạo. Như vậy thì năm 2019 ấy, là năm bình địa mộc, cho nên là sẽ tốt cho những người bệnh hoạn. Cho nên có thể nói rằng là dù là 71 tuổi nhưng với cái sao thái âm và những cái vận hạn như thế này thì nam mạng của người Kỷ Sửu sinh năm 1949 sẽ không có chuyện gì xảy ra. Các bác nam có thể nói là ok, không có chuyện gì. Tuy nhiên nữ thì không tốt đẹp như vậy, cũng là người cùng mệnh hỏa, được gặp năm mộc thì là mộc sinh hỏa, tốt đẹp về bổn mệnh, có thể là sức khỏe không quá là vấn đề. Tuy nhiên là có cái sao nó không được ngon lắm, là sao chiếu mạng của các bác nữ là sao thái bạch, người ta gọi là sao hao tốn về sức khỏe và cả hao tốn về tiền tài, người ta gọi là thái bạch quét sạch cửa nhà, theo cái thuận ngôn người ta nói như thế. Chứ tuy nhiên là mình là người hành hỏa, mình khắc cái sao thái bạch nữa, cho nên là có đôi chút khó khăn về sức khỏe, sức khỏe bị tiêu tốn. Hạn thì Thiên La, người ta nói hạn Thiên La là rối rắm lo âu. Tuy là các bác đã lớn tuổi rồi nhưng mà gặp năm nay thì có thể là con cái sẽ làm cho các bác có cái sự buồn phiền, không có vui vẻ lắm. Vận niên thì cũng giống các bác nam, Thiên can, địa chi thì cũng giống các bác nam. Nếu như mà cùng là năm tam tai
Tuy nhiên là người kỹ sử của nữ mạng thì phải để ý sức khỏe hơn là các bác nam mạng ở trong cái năm tam tai đầu tiên Kỷ Hợi 2019 ha. Đó là người kỹ sử. Thì tiếp theo nữa của một người tuổi Sửu nữa, đó là các anh chị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, 59 tuổi. À thì mạng là các anh các chị là mạng bích thượng thổ, tức là đất ở trên tường. À gặp năm bình địa mộc, tức là mạng mình bị tương khắc. Tuy nhiên cái can kỷ thì nó thuộc âm. À, ngũ hành là hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên năm 2019 cũng là một năm thổ vượng. Cho nên là những người bích thượng thổ này không có phải tính ra là không phải là bị tương khắc quá nặng nề ở bổn mạng, cho nên cũng có chút thuận lợi về bổn mạng. Các anh nam á, thì có sao Thái Dương chiếu mạng, là một cái ngôi sao rất là mạnh mẽ, nó thuộc hành hỏa. Sao Thái Dương là may mắn, danh lộc tốt đem đến cho cái người nam mạng. Thì sao Thái Dương là sao cực mạnh, mà sao Thái Dương là thuộc hành hỏa cực mạnh luôn, cho nên hỏa sinh thổ, cho nên là còn tốt đẹp hơn cho cái bổn mệnh của các anh. Thậm chí là nếu như các anh đang ở trong cái giai đoạn làm việc thì cũng là thịnh vượng và phát đạt. Hạn thì thiên la, hạn của nam mạng là thiên la, tinh thần bất an. Vận niên thì gọi là hổ giống thiên, từ cọp ra ngoài á ha, được một cái năm mà gọi là thuận mạng, mình sung túc, mình ngon lành. Thiên can tân gặp kỹ là bình hòa về mặt tử vi. Tuy nhiên kỹ thì thuộc thổ, kỹ của Kỷ Hợi thì thuộc thổ, như đã nói tân thì thuộc kim, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương hợp, nên là công việc dễ sinh tài lộc. Với cái người mà nam mạng, dù của người Tân Sửu tuy là rơi vào năm tam tai đầu tiên, nhưng rõ ràng với sao mệnh và vận niên cũng như là thiên can thì ngon lành ha, chỉ có cái địa chi là mình bị tam tai thôi. Như vậy cho nên là mới nói là người tuổi Sửu ở trong năm tam tai đầu tiên chưa chắc gì đã là xui đâu, chứ không phải cứ vào năm tam tai thì tỵ dậu Sửu, thì năm tam tai đầu tiên là người tuổi Tỵ chịu nặng thôi ha, chứ người tuổi Sửu mình xét như vậy là đâu có nặng đâu, thậm chí là có nhiều điều tốt đẹp hơn những cái người không có tam tai nữa. Tuy nhiên đó là cái địa chi nó có tam tai thì chắc chắn nó cũng sẽ có một cái sự xui xẻo, cũng giống như là nó chực chờ nó lao tới mình. Mình vượt qua nó như thế nào, mình dẹp loạn hay là mình phải chịu đựng nó, là còn phải coi là đức năng của mình nó tới đâu ha. Những cái lúc mà mình thịnh vượng thịnh thế, mình có biết tích đức hay không. Như nhiều người nói thì tiền bạc á, thì củ cải vật chất thì mình làm mình mới tích được, cũng như phúc đức vậy thôi, mình phải làm thì mình mới tích được chứ. Còn nếu như mình không làm thì sao tôi không có chút may mắn nữa, thì vậy đâu có chịu làm phúc đâu, làm ra tiền tích tiền không mà không chịu chia sẻ, không chịu làm gì hết thì không biết sống, không biết tu tập, thì mình không có tích phước, mình tích tài sản thì tới hồi năm xưa đáng hạn tài sản nó đi thay phước ha. Cho nên là mình phải chịu thôi. Rồi nữ mạng của người Tân Sửu sinh năm 1961 thì như đã nói thì là mệnh thổ luôn, thì đã giải thích giống như là các anh nam rồi, không nói. Sao của người nữ mạng của năm Kỷ Hợi 2019 là sao Thổ Tú, một cái ngôi sao đem lại rối rắm và âu lo rất là nhiều điều buồn phiền, nhất là phần về gia đạo, vì đang dù sao thì cũng đang ở trong cái năm đầu của tam tai. Hạn là Diêm Vương, người như đã nói hạn Diêm Vương thì bệnh đường máu huyết, phụ nữ thì hay bị đau lưng, đau sau thận ha, đó rất là hay bị bệnh đường máu huyết. Vận niên thì cũng giống các anh là hổ giống thiên, thiên can thì cũng y chang các anh. Như vậy thì nữ mạng của người Tân Sửu sinh năm 1961 thì có cái sao Thổ Tú chiếu mạng thì đem lại rối rắm lo âu, còn mọi điều còn lại thì giống với lại cái người mà nam mạng. Cho nên là có thể nói là các chị phải để ý nhiều đến cái tại vì sao Thổ Tú này nó sẽ không được tương sinh mệnh như các anh nam, cho nên là cũng cần phải để ý cái bền một tí xíu với cái hạn Diêm Vương.
Các anh thì ngon lành, có cái hạng mà thiên la thì quá là nhẹ nhàng, còn hạng diêm vương thì phải cẩn thận, đặc biệt là về phần sức khỏe của mình. Người tuổi Tân Sửu là sức khỏe với lại một chút về nó gia đạo, nó đem lại sự buồn phiền nhất định cho các chị, cho nên là các chị cần cẩn thận hơn. Người tuổi Sửu thứ ba đó là các anh các chị tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tức là 47 tuổi đó. Thì các anh đó là mạng tang đố mộc, ở Quý Sửu là tang đố mộc, thì tang đố mộc gặp năm bình địa mộc là mộc cùng hạn. Ok. Nam mạng á, là sao Thổ Tú, nữ mạng là sao Văn Hớn, hai cái sao này á, là đều là đem lại rối rắm đạn tay. Sao Văn Hớn thì tai tiếng rối ren cũng như nhau thôi ha, độ xấu thì của hai sao này là gần như là ngang nhau. Tuy nhiên á, các anh nam mạng á, là sao Thổ Tú là hành thổ, nó là mình là mệnh mộc gặp thổ nữa, cho nên là cái sự không tốt đẹp của cái sao Thổ Tú này nó sẽ phát huy nhiều hơn, cho nên là cần cẩn thận nha. Hạn của các anh nam á, là hạn ngũ mộ hao tài bất của, vận niên là trư phùng hỏa, là tức là heo bị đốt xấu lắm, lúc nào cũng cảm thấy nóng nảy khó chịu ở trong lòng. Người Quý Sửu rồi là thiên can á, là cái chữ kỷ của khí hợi á, nó khắc cái chữ quý của mình, cho nên là công việc cũng không ngon lành, không tốt đẹp, chứ không phải là ngon em xui gì. Rõ ràng thì với mạng này thì có được đồng hành, nhưng mà là can kỷ nó thì nó thuộc âm ngũ hành đó, thì nó hợp hợp thổ, trung vận là thiếu cung, cho nên là thổ vượng, tính ra là cũng không tốt đẹp cho người mệnh mộc ha. Hạn là ngũ mộ hao tài mất của cũng không tốt đẹp, vận niên cũng không, thiên can cũng không ha, địa chi cũng không. Như vậy thì rõ ràng là người Quý Sửu nam mạng báo hiệu một năm tam tai của 2019, tức là dù là năm tam tai năm đầu tiên cũng không phải là dễ dễ nuốt. Có thể vào cái năm tam tai cuối cùng thì của năm 2021 rồi, thì mình chưa chắc thì mình xấu về cái tử vi như vậy. Cho nên nếu mà là em là các anh người Quý Sửu thì em cần cẩn thận rất là nhiều điều ở trong cái năm tam tai, dù là năm tam tai đầu tiên ha. Không nên làm chuyện gì lớn, khởi sự bất cứ cái gì mà tham vọng ở trong cái năm này, đặc biệt là tránh rây mê rỡ má tiền bạc với những cái người phụ nữ nhỏ tuổi hơn 6 tuổi, sẽ rất là dễ xảy ra nửa dòng nhỏ hơn nửa cái con giáp, là mình sẽ rất là dễ bị hao tài, cho nên là các anh cẩn thận ha. Còn các chị á, thì như là cũng không tốt đẹp lắm so với các anh, thì sao Văn Hớn thì nó cũng đem lại gì tai tiếng thị phi và rối ren ở trong cuộc sống. Vận niên trư phùng hỏa cũng giống các anh, thiên can kỷ khắc quý, địa chi sửu gặp hợi là tam tai. Rõ ràng là trong các người tuổi sửu thì em thấy rằng là người Quý Sửu dù nam hay nữ mạng thì cũng không tốt đẹp. Với cái vận niên, cái vận hạn như thế này thì các anh các chị Quý Sửu nên cẩn thận đề phòng nhiều điều, đừng khởi quá nhiều tham vọng ở trong cái năm này mà xảy ra những cái chuyện mà mất mát mình không có hay. Hiện đại mà nói với khởi đầu năm tam tai như vậy á, thì có thể nói là mạng của các chị thì không có nguy, nhưng bị suy yếu, có thể là bệnh nặng, gặp bệnh hoặc là tai nạn nhẹ phạm thân, nhưng không đến nỗi là phải lên đường, cho nên là cần cẩn thận ha. Rõ ràng là nãy giờ xét mấy tuổi thì có thấy cái tuổi này nó lọt lọt vô, nó thấy nó không êm lắm ha, cho nên là các chị các anh Quý Sửu để ý năm tam tai đầu tiên với nhiều cái về tử vi không được tốt đẹp, vận hạn, vận niên, thiên can, địa chi gì đều không tốt đẹp cả, chỉ có cái mạng là an toàn một chút xíu. Như em nói vui là
mất cái gì cũng được, đừng để mất mạng. Nhưng mà rõ ràng là năm tới thì các anh các chị khó mất mạng lắm, nhưng mà mất tiền ha. Nếu không muốn mất tiền thì mình năm sau thổ vượng mà, thôi cầm đầu năm rồi hãy có, mình có dư dư tiền mà cầm tiền đâu phải vô cục đất kinh bạc rồi đó. Và cuối năm nó có mất đi thì nữa thì nó cũng không mất nhiều. Mình biết năm xui thì mình mua đất thì mình cũng phải cân đo đong đếm giấy tờ đầy đủ, thì coi như là mình giữ tiền đầu năm mình ra tiền rồi. Đó là một cái mẹo sơ sơ để mà mình tránh những cái năm mà báo hiệu nhiều hao tốn và khởi đầu những cái rắc rối. Rồi tiếp đến đó là người Ất Sửu sinh năm 1985. Các em Ất Sửu thì đã đần hơn tí. Nam mạng, cả hai người này nam nữ mạng thì đều là hải trung kim, là vàng giữa biển á, vàng ở dưới biển. Người hải trung kim này á, là nếu mà nam mạng á thì năm Kỷ Hợi 2019 là được sao Thái Âm chiếu mạng, một cái ngôi sao đem đến may mắn danh lộc tốt và rất là tốt cho công việc làm ăn. Hạn thì Diêm Vương, để ý một chút xíu về bệnh nạn. Tại sao mạng là mạng kim, gặp năm mộc là kim khắc mộc, dù là mình khắc nó đi nữa thì cũng phải đề phòng về tai nạn, đặc biệt là vào khởi đầu của năm tam tai. Vận niên lại là vận niên hầu thực quả, khỉ ăn trái cây tốt, báo hiệu một năm có thể nói là có thu nhập, có tiền tài. Thiên can thì không tốt đẹp, đó là thiên can của chữ Ất khắc chữ Kỷ, tức là tương khắc, mình khắc cái năm ở trên là các anh quý là bị Kỷ khắc quý thì nó nặng nề hơn là các anh các em Ất này khắc Kỷ. Ất khắc Kỷ thì nó nhẹ nhàng hơn, thì dù sao mình khắc nó đỡ hơn nó khắc mình, đúng không? Nhưng mà nó cũng ảnh hưởng nhiều đến công việc, gây nhiều rối rắm, đặc biệt là Sửu gặp Hợi về phần địa chi là tam tai. Như vậy thì dù có sao chiếu mạng tốt, vận niên ngon lành ha, nhưng thiên can và địa chi là tương khắc, cộng với cái mình là mệnh kim, gặp năm mộc là mình niệm mộc là mình cũng tương khắc luôn, cho nên là cái sự phát triển của nó cũng không có đem đến những cái mà tích cực đến mức có thể ha. Rồi tiếp đến đó là người nữ mạng. Nữ mạng thì các em ba là đặc biệt còn không tốt hơn nữa, tại vì nữ mạng của các em á là bị sao Thái Bạch chiếu mạng là hao tài đau ốm. Hạn là Thiên La, là đem lại rối rắm bất an. Thiên La này trong hạn thì là gần như là nhẹ nhất. Vận niên thì cũng như là hầu thực quả, khi ăn trái cây tốt. Thiên can thì cũng giống như là ở trên, Ất nó khắc Kỷ, là không có tốt đẹp cho lắm. Rõ ràng là với những cái vận hạn và thiên can như vậy thì rõ ràng là sao Thái Bạch, người ta nói là đã quét sạch cửa nhà. Tuy nhiên cái sao Thái Bạch ấy là thuộc hành kim luôn, cho nên là nó cũng tương đối là tương hợp với là người hành kim, người mệnh kim của các em, cho nên là một chút nào đó cũng không đến nỗi quá nặng nề. Sao Thái Bạch nè thì nếu như có 6 cái để xét về cái tốt xấu của năm thì rõ ràng là mình có nè, mạng bị xấu nè, sao xấu nè, thiên can xấu nè, địa chi xấu nè, mình có 4 cái xấu, trong khi cái tốt của mình chỉ là hải trung hạng Thiên La thì nhẹ nhàng. Rõ ràng với những cái tương khắc như thế này về nhất là phần địa chi và thiên can đã ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và các mối quan hệ, rất là dễ mang đến thị phi, đặc biệt với cái sao Thái Bạch. Thì xét chung nãy giờ thì rõ ràng là người tuổi Sửu, Quý và Ất là những cái người đang trong giai đoạn là làm việc thành vượng, thì rõ ràng không có tốt đẹp ở cái năm Kỷ Hợi 2019 xét về mặt tam tai ha. Tiếp tục đó là người tuổi Đinh Sửu
sinh năm 1997. Các em này thì năm nay 23 tuổi. À, nam nữ gì thì cùng là mệnh giảm hà thủy, tức là nước ở dưới cái khe nước nhỏ. À, nam mạng thì có sao Thái Dương chiếu mạng, may mắn, danh lộc tốt. Hạn chỉ là toán tập, ha, trở ngại va vấp ở trong cuộc sống. À, các em này còn nhỏ, gặp trở ngại va vấp thì cũng không đến nỗi nào đâu. Các em không có gì, các em còn sức lực, té cái đứng lên đi tiếp ha. Cho nên là ok. Vận niên là xà âm tỉnh, tức là rắn bị nhốt, xấu. À, à, cái vận niên mà xà âm tỉnh là cái hình tượng của con rắn bị nhốt ở trong cái lồng. Mà giống như vậy thì cái, giống như là mình có cái vận niên là mình có sức lực, mình còn có thể ra ngoài, nhưng mà môi trường xung quanh làm việc của mình nó như cản trở cái bước tiến của mình ở trong cái năm 2019 đối với tuổi Đinh Sửu mà nam mạng. Nhưng là sao á, có cái sao Thái Dương á, là một cái ngôi sao rất là tốt cho nam giới và đem về phúc lộc, danh lộc rồi may mắn rất là tốt. Tuy nhiên cái sao Thái Dương á, thì nó lại thuộc hành hỏa, mình nó hào hoa cực mạnh, trong khi mình là giãn hòa thủy, là mình khắc chế nó, cho nên là bản thân nó là cũng mất đi cái tác dụng đôi chút khi nó chiếu mạng cho mình, cho nên là không có tốt đẹp như vốn dĩ của nó có. Gặp vận niên và hạn và toán tập thì tất cả đều là báo hiệu một năm rất là khó chịu trong công việc làm ăn, trong công việc đi làm, dù là mình làm công hay là như thế nào đó. Thiên can đinh kỷ thì xét về mặt tử vi là không có tương xung tương khắc. Tuy nhiên là đinh thì thuộc hỏa, kỷ thì thuộc thổ, cho nên có thể nói là sinh xuất về hỏa, sinh ra thổ mà sinh xuất về năm âm ngũ hành, cho nên là tiền tài làm cũng có rồi hết, không có giữ được ha. Địa chi thì Sửu gặp hợi là tam tai, và nếu như mà đúng những cái gì mà người đến Sửu mới chịu là do là cá tính quá mạnh, đôi khi là hơi cọc cọc, cho nên là rất dễ cái xảy ra tranh chấp ở trong gia đạo, muốn chứng tỏ mình thì rất là sẽ xảy ra những cái việc không có vui vẻ với cha mẹ, vui vẻ với lại gia đình, cho nên là cần cẩn thận ha. Người cuối cùng của những người tuổi Sửu đó là tuổi Đinh Sửu nữ mạng, thì mệnh thì cũng là dạng hạ thủy. Sao lại là sao thổ tú. Sao thổ tú là rối rắm tranh chấp, một cái ngôi sao cái phá và bại tinh. Sao thổ tú này lại thuộc hành thổ nữa, cho nên là thổ nó khắc thủy, cho nên là càng làm cho cái người mà nữ mạng Đinh Sửu sinh năm 1997 này báo hiệu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn ở trong cái công việc và nhiều điều khác. Sao chiếu mạng nó còn ảnh hưởng nhiều điều khác chứ không phải riêng về công việc không. Hạn là hình tiền, đề phòng bệnh nặng làm gián đoạn công việc của mình. Vận niên thì xà ẩm tận, cũng giống như nam, rắn bị nhốt ở trong một cái môi trường rất là bức bối. Có thể là mình tham gia cái công ty không có happy, mình làm việc mình không có vui vẻ, rồi ở lại cái môi trường làm việc cũng như là mình đi ra ngoài mình làm việc nó cũng gặp cái va vấp này va vấp kia, mình rất là nóng nảy ở trong con người của mình. Tại vì dù sao thí dụ như là mình là giãn hà thủy đi, gặp năm bình địa mộc là bản thân mình là sinh xuất ra năm rồi, nhưng mà năm là năm kỷ, cho nên là năm thổ vượng là thổ nó lại khắc thủy nữa, cho nên là bổn mệnh của người Đinh Sửu giãn hà thủy này không có đơn giản. Coi chừng bệnh nặng mà làm gián đoạn công việc đó là các cái người mà nữ mạng ha. Rồi thiên can thì cũng giống như là nam ở trên cũng đã giải thích, địa chi cũng giống như trên mình giải thích. Rồi gặp tam tai thì nên tránh những cái việc tranh chấp xảy đến với mình, nhịn đi cho nó an toàn cái năm ha, dù là năm khởi đầu của năm tam tai thôi. Năm 2021 thì mình mới phải chịu cái vận tam tai nó nặng nề ở trong 3 năm này. Tuy nhiên là cái thôi kệ, nhịn 3 năm cũng được, không sao ha. Như vậy là mình đã tổng hợp được cái
thông tin về cái hạng tam tai năm đầu tiên Kỷ Hợi 2019 đối với người tuổi, tất cả những người tuổi Sửu, thì rõ ràng là do là tam tai năm đầu cho nên là không phải tuổi Sửu nào cũng phải chịu bị cái sự chi phối nặng nề bởi cái tử vi xấu. Nó sẽ chỉ tập trung cái xấu của tam tai năm đầu này tập trung xấu nhất cho những người nam nữ mạng quý Sửu, nam nữ mạng Ất Sửu, và đặc biệt là thêm một cái người nữ mạng Đinh Sửu sinh năm 1997. Chứ còn không phải là tuổi nào cũng phải chịu nặng nề. Đinh Sửu thì cũng chưa nặng lắm đâu, nhưng mà phải công nhận rằng là nếu mà nói mà xấu nhất nhì thì tranh nhất nhì thì chỉ có quý Sửu ha, quý Sửu nam nữ mạng ha, rồi là Ất Sửu thì nữ, rồi mà thế nào xếp từ trên xếp xuống thì nó như vậy. Hy vọng rằng là với những cái thông tin mình chia sẻ, cái năm tam tai phía trước báo hiệu giống như con đường, báo hiệu sắp tới nó có nhiều ổ gà, mới này chỉ ổ gà thôi, tới năm 2021 mới tới ổ voi ha. Thì ổ gà thì mình nên giảm tốc độ lại, mình biết cương nhu trong làm ăn những người tuổi Sửu để mà không mất mát, để mà đạt được cái gọi là có những cái năm mình bảo toàn lực lượng thôi là đã là thành công rồi, đúng không? Chúc mọi người trải qua cái năm tam tai đầu tiên một cách nhẹ nhàng bằng những cái thông tin mình chia sẻ. Nếu mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Sửu biết và ứng dụng vào cái năm tam tai đầu tiên của mình ở trong cái giai đoạn này. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.